kỹ năng điêu luyện là điều không phải bàn cãi với các cầu thủ chuyên nghiệp. Một khi họ sử dụng nó trên sân bóng thì khán giả sẽ không khỏi phấn khích. Cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh ấn tượng đó nha. Số 17 của Milan, Rafael Leao đang có phong độ tốt và có những màn trình diễn ấn tượng ở Serie A. Mới đây, khán giả tiếp tục phải trầm trồ với pha đi bóng qua hai hậu vệ Napoli đầy dũng mãnh của anh. Philipp Lahm có khả năng dốc bóng, tốc độ, kỹ thuật hoàn hảo. Trong trận đấu với các cầu thủ Inter Milan, cầu thủ người Đức có pha đi bóng đẳng cấp ở trung lộ vượt qua Wesley Sneijder, Esteban Cambiaso, Walter Samuel, tất cả đều đã bị Lahm qua người. Cú sút ở cự ly khoảng 35m, nhận bóng ở vị trí trống trải không có sự vây ráp. Cầu thủ này quyết tâm với cú sút của mình. Kết quả, trái bóng đi như một quả tên lửa găm thẳng vào góc chết, không cho thủ thành cơ hội cản phá. Vượt qua hậu vệ Van Dijk của Liverpool chưa bao giờ là dễ dàng. Coutinho trong màu áo Aston Villa ở tình huống này đã bình tĩnh xỏ háng hậu vệ Hà Lan để tiếp tục đi bóng. Gavi, cầu thủ sinh năm 2004, tuổi đời còn trẻ mà cách chơi bóng rất dai dặn. Đây là tình huống anh nhận bóng và quan sát thấy đối phương áp sát từ phía sau. Ngay lập tức là pha tân bóng qua đầu đối thủ đầy kỹ thuật. Coutinho nhận bóng ở gần cột cờ góc và bị vây quanh bởi hai cầu thủ Leeds United. Cầu thủ người Brazil bình tĩnh xử lý bóng qua hai chân của Aileen khiến cho khán giả không khỏi thích thú. Zinchenko khi chuyển tới Arsenal vẫn đang duy trì được phong độ cao. Ở tình huống này, thật khó ai có thể nghĩ ra được cách truyền bóng tốt hơn cho Saka trong không gian hẹp như thế. Bóng được phá lên rất mạnh với sự khéo léo của mình, thì cầu thủ này vẫn có thể tinh tế đỡ trái bóng một cách nhẹ nhàng. Đối phương cũng đã không lường trước được tình huống này và ngã sóng xoài. Lorenzo Pellegrini có pha đi bóng đẳng cấp ở khu vực giữa sân. Một điểm đặc biệt ở đây là anh sâu kim liên tiếp hai người bên phía tuyển Đức. Bóng đã dần trôi hết đường biên ngang, ấy thế mà anh chàng này vẫn cứu được trái bóng. Sau đó khéo léo đưa bóng qua hai chân hậu vệ để mở ra cơ hội ghi bàn thuận lợi. Pha bóng mà Pedri của Barcelona bị theo rất sát, tuy nhiên cầu thủ trẻ này vẫn nghĩ ra được giải pháp qua người, đó là giật trái bóng về phía sau khiến đối phương không kịp phản ứng và trở thành một gã hề. Những cổ động viên trên khán đài đã cực kỳ phấn khích với pha bóng này. Peter Cech suýt chút nữa đã tự biến mình thành tội đồ. Ở đường chuyền về không có gì là phức tạp thì anh lại khiến nó trở nên cồng kềnh. Chicharito thì như thường lệ vẫn rất nhanh lao vào nhưng mà không chạm được bóng. Mourinho bên ngoài chỉ biết lạy Chúa đã không khiến cho trận đấu tệ đi mà thôi. Đón đường chuyền của Ferland Mendy dọc biên trái, Vinicius khéo léo bỏ bóng sâu kim Fernandinho, xoay người thoát xuống như một cơn lốc. Tốc độ của Vinicius khiến tất cả hậu vệ Man City không ai có thể bắt kịp. Tiền vệ sáng tạo Na Uy có pha biểu diễn kỹ thuật khiến cho không ít người hâm mộ trong nước và quốc tế không khỏi bàn tán và trầm trồ.
đường căng ngang chuẩn xác của Jordi Alba cho Depay xoay sở, động tác lừa bóng dễ dàng giống như các cầu thủ Busan khiến hậu vệ không kịp phản ứng. Cầu thủ người Hà Lan tiếp tục dứt điểm hạ gục thủ thành LA Galaxy. Ryan Giggs có pha đi bóng sọc thẳng vào vòng cấm khiến cho hai hậu vệ Man City lao lúng. Đầu tiên là pha sâu kim hậu vệ biên, kế đến là những pha ngoặt bóng liên tục để vượt qua được trung vệ. Tiền đạo Anthony Benfica Ajax trong vòng vây của ba cầu thủ đội bạn đã một mình nhảy múa sử dụng kỹ thuật đẳng cấp để vượt qua được sự truy cản. Khán giả trên sân mắt chữ O, miệng chữ A khi mà chứng kiến anh đi bóng. Khán giả có mặt tại sân vận động Old Trafford phải trầm trồ bởi một tình huống qua người với kỹ năng từng làm nên tên tuổi của Ronaldinho. Từ cánh trái, Fred xâm nhập vòng cấm, nhận bóng, liền bị Stefan Savic áp sát. Tiền vệ của Man United tưởng như sẽ không thể làm được gì hơn, thì anh bất ngờ kéo bóng bằng chân phải, rồi giật gót bằng chân trái để loại bỏ sự truy cản. Giovanni Lo Celso đã khiến cho Klopp ở bên ngoài sân không thể rời mắt với pha xoay sở qua được 4 người của Liverpool. Lần lượt Robertson, Jota, Thiago rồi Fabinho đều đã bị vượt mặt. Tiền đạo người Brazil Everaldo Stum đã ghi bàn thắng được gọi là siêu phẩm kinh điển ở trận Kashima Antlers hòa Cerezo 3 đều ở giải vô địch Nhật Bản. Anh đã khống chế bóng rồi bay người tung cú đá vô lê theo kiểu xe đạp chống ngược từ góc khá hẹp. Bàn thắng nhanh chóng được lan truyền và nhiều tờ báo lớn đề cử giải Podcast. Vừa rồi là tổng hợp các cầu thủ phô diễn kỹ thuật cá nhân thượng thừa trên sân bóng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về bóng đá thế giới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.